Rồi, xin chào các bạn. Chống nghiêng cho anh em gắn xe tay ga nha, xe Curry các bạn. Chống nghiêng cho anh em gắn xe Curry nha. Scooby Curry. Đấy. Julio à, biết Julio gắn được không ta? Quên mất. Anh nhớ chỉ cái xe này là gắn được cho nó sản xuất ra để gắn cho xe Stega Scooby với Curry nha, là gắn vô vừa khớp luôn, không cần chế cháo gì hết. Này, có bát sẵn nè, anh em cho việc mở ốc ra và gắn vô, anh em tự gắn cũng được, không cần thợ nha. Con gái chân yếu tay mềm thì cầm ra thợ người ta gắn, còn thanh niên trai tráng thì tự gắn được luôn nha các bạn. Đấy. Chân chống độ nha, hàng Thái nha các bạn, hàng sản xuất Thái chứ không phải Việt Nam nha, Việt Nam không có làm được cái này, Việt Nam chưa làm nha. Rồi, ở đây hàng nhập nha các bạn. Anh em nào có nhu cầu lên chân chống nghiêng cho xe tay ga Scooby Curry thì giờ liên hệ nha. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code. Cảm ơn tất cả các bạn. Anh em đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng riêng xe cấp hàng ngày nha. Cảm ơn tất cả các bạn.